nên đội đại diện xã Hội Kiều chúng con lâm trọng tổ chức lễ viếng mộ Thanh Nam để thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Từ Phụ và Hội Đồng Quan hiện kết thực viên hiện tâm thần đồ. Giờ đây đội đại chúng con đã được phục vụ trang nghiêm và thân tình, chúng con trong thành tâm công tình công toàn những hạnh khóa lễ. Nam mô Bổn Thân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Các Chẳng Chứng Minh.
chúng. Trong nhiều pháp môn tu tập thì pháp môn niệm Phật có thể nói là pháp môn dễ hành trì, và hành giả có thể cảm nhận được sự lợi ích từ pháp tu của mình ngay trong hiện tại cũng như trong tương lai. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Bồ Tát Quán Trang đã xác quyết rằng pháp niệm Phật Tam Muội là pháp thành Phật, là pháp chứng vô thượng giác, là pháp tâm nhập cảnh giới bất phân nghề, là pháp mở bài tỏ ngộ tri kiến Như Lai, là pháp cứu độ tất cả mọi chúng sanh, là pháp siêu việt trên hết thảy lý luận còn tiên kiến của nhị thừa trong xã hội hiện tại, theo như trong kinh điển gọi là thời đại pháp. Có rất nhiều chứng duyên con người phần nhiều thường hay dạy lại hay thối tắc chí nguyện hướng thiện và hướng thượng của mình, cho nên có thể nói rằng tu tập pháp môn niệm Phật là phù hợp hơn cả, đặc biệt với những Phật tử lớn tuổi. Như Thiền sư Thiên Nhiên đã dạy, đời mạt pháp về sau các kinh sách đều bị tiêu mất hết, chỉ còn lưu lại bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh mà thôi. Qua đó cho chúng ta thấy pháp môn niệm Phật có được sức ảnh hưởng sâu rộng đến mức nào. Sở dĩ pháp môn niệm Phật có được sức ảnh hưởng lớn như vậy là vì đem lại nhiều lợi ích cho hành giả tu tập ngay trong giây phút hiện tại và cả trong tương lai. Vì nhân duyên ấy, hôm nay Tịnh Xá Lạc Hiệp chúng con được sự cho phép của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tịnh Nhà, đồng với tâm nguyện của Ni Sơn trụ trì Tịnh Xá, đã long trọng tổ chức lễ khai mạc khóa tu niệm Phật dưỡng tâm lần thứ nhất, với tâm nguyện phụng sự đạo pháp và nhằm giúp cho nam nữ Phật tử có điều kiện tu tập và hướng đến con đường giải thoát mọi sự khổ đau, xây dựng đời sống an lạc tỉnh thức trong cuộc sống hiện tại nhiều biến động. Thay mặt Tịnh Xá, chúng con xin tán thán tinh thần tu tập của toàn thể nam nữ Phật tử đã có mặt tham dự khóa tu với sự nhiệt thành, tham tu hiếu hậu, tinh tấn nương vào hạnh nguyện của Phật, chí tâm hành trì danh hiệu Phật nhằm giác ngộ tự tâm, tìm về bờ giác. Hy vọng khóa tu sẽ thật sự đem lại nhiều giá trị an lạc hạnh phúc, giúp cho quý Phật tử sống chánh niệm tỉnh giác trong từng giây phút hiện tại, và đó cũng chính là lý do vui lợi ngày hôm nay. Kính chúc khóa tu được thành tựu viên mãn, kính chúc quý hòa thượng thượng tọa chư đại đức tăng ni cùng toàn thể hội chúng thân tâm thường lạ phát khởi chi tâm na huệ đăng thường chiếu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Hoa Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Như là Phật kính bạch Chư Tôn Đức, vừa qua Chư Tôn Hoàng Hòa đã đại diện ban tổ chức dâng lên bài phát biểu khai mạc. Rồi tiếp theo chương trình là lời phát nguyện của Phật tử nơi đạo tràng. Xin mời Phật tử Mộc Vương đại diện cho Phật tử trong đạo tràng khóa tu niệm Phật dưỡng tâm, đến trước Tam Bảo, đến trước Chư Tôn Đức dâng lời phát nguyện. Như là Phật mời toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta đứng lên chắp tay trang nghiêm để dâng lời phát nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Đại Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái Phật Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni chứng minh. Chúng con thật cảm động bồi hồi vì thấy rằng chúng con tuy chỉ là những Phật tử sơ cơ nơi cửa đạo, nghiệp trọng phúc hưng không đủ duyên xuất gia bước vào dòng thánh, nhưng có lẽ nhờ vào túc duyên xa xưa nên hôm nay được hạnh ngộ tam tôn, hằng ngày quên đi khổ thì vui theo chân lý, chí thành niệm Phật nguyện sáng tỏ nguồn tâm. Chúng con vẫn biết phước báo này là nhờ vào tấm lòng bi nguyện độ sanh mà Chư Tôn Đức đã không quản khó nhọc Phật sự đa đoan
luôn tạo điều kiện, tạo thắng duyên để dẫn dắt chúng con bước vào hiệu thiện, dạy cho chúng con gieo giống hạt giống bồ đề và tách tấn cho chúng con tín niệm chí thành. Chúng con hạnh phúc giữa cuộc đời, trở về tịnh xá thời thời chuyên tu, giữ tâm niệm Phật công phu, tùy kinh bái sám cần cù, tuân duyên ơn trên tam bảo dạy duyên. Gieo nhân tịnh độ, tự nhiên phước lành. Ai ơi, đồng niệm chí thành, xả thân tứ đệ, quá sanh liên đài. Chúng bạch Chư Tôn Thiện Đức, chúng con vô cùng hạnh phúc khi được Chư Tôn Thiện Đức chứng minh và sư cô Phượng Hiền Tịnh Xá đã tìm biết cho chúng con một nguồn năng lượng tu tập tinh tấn, sáng cho chúng con niềm tin nhẹ tốt, dẫn dắt cho chúng con cái lộ trình giác ngộ vô bờ. Tương đối trước Chư Tôn Thiện Đức chứng minh, chúng con được nắm nhận từ chúng tôi nguyên khả tính của Đức Ngài. Chúng con vừa sợ bị cố gắng xin tôi, dù sự nghiệp một đời người phải rất tốt đồng thành tận nghiệp, tinh tấn và tôi tốt hơn nữa để đền đáp những ơn đức họ nhận ngày hôm nay. Chúng Phật, Chư Tôn Đức, đối với tâm hạnh an nhiên, chúng con xin được phụ thuộc năm giấc, xin các vị vô tập, dưỡng mong, ơn trên các hạnh chúng không gian thiện. Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, tôi nguyện danh hiệu Ngài hôm nay và mãi mãi. Duyên đã đủ, thời đã đến, chúng con thành tâm bái thỉnh thượng tọa thượng minh hạ lực
Hải Lao Hòa Thượng chứng minh ban những lời đạo từ cách tấn. Nam mô A Di Đà Phật, phung thịnh thượng tọa. Giờ trước khi sư ban đạo từ đó, hay là Phật tử mình đứng lên rồi cái mình ngồi dễ nghe hơn. Sư thấy mấy Phật tử ở phía bên đây cũng sắp cái hàng ghế xanh xanh á, ngồi ngang qua dễ nghe hơn. Rồi Phật tử bên đây ngồi xuống. Cung kính bái bạch trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội, đương nhiên chứng minh trong pháp lễ hôm nay. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm Thông, phó ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh và kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Chứng minh, vào giờ này chúng tôi xin thay mặt và đại lao Hòa Thượng Chứng minh và thay mặt chư tôn đức tăng ni hiện diện có đôi lời đáp từ đến với cái buổi lễ vừa là vía quan âm vừa là khai khóa tu tịnh độ để dưỡng tâm. Rồi qua lời tác bạch của Phật tử Ngọc Cường thì tôi trước tiên tôi có lời ca ngợi và tán thán, đặc biệt là ca ngợi tán thán sư cô Ngọc Hòa. Bởi vì cái tịnh xá Ngọc Hiệp á, là kể từ khi mà Hòa Thượng Giác Tân đệ tử của Hòa Thượng Từ Huệ về đây năm 1967 khai dựng lập cái ngôi đạo tràng tịnh xá Ngọc Hiệp này, cho đến sau năm 75 khi mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương được thành lập nhiệm kỳ 1 năm 1983, rồi thập niên 1983 đến 1992 á, thì sư Minh Lực mới được biết cái tịnh xá Ngọc Hiệp. Và năm 1992 sư nhớ là sư lên đây sư giảng rất là lâu, cũng gần mấy năm giảng liên tục, mỗi tháng giảng một lần. Lúc bây giờ ni sư Lan và ni sư Cương còn rất là khỏe mạnh. Thì bẵng qua một thời gian thì ni sư Lan với ni sư Cương thì hôm nay đã có tuổi rồi, thì sức khỏe cũng không có còn giống như ngày xưa để tổ chức các khóa tu. Cho nên bẵng qua một thời gian thì tịnh xá mình gần như là im ha, im ắng. Thì hôm nay sư hay tin là trên tịnh xá Ngọc Hiệp tổ chức khóa tu, sư rất mừng, rất hoan hỷ, rất vui. Cho nên ca ngợi và tán thán sư cô Ngọc Hòa ở đây từ rất là lâu, gần hai mấy năm, ba chục năm, ba mươi mấy năm, để mà tu tập ở đây cùng với ni sư Cương và ni sư Lan. Rồi nay là ni sư lên thành là ni trưởng rồi, sư bà rồi, thành ra sư cô Ngọc Hòa cũng trưởng thành. Cho nên sư cô Ngọc Hòa mới tiếp tục công tác điều hành Phật sự ở tại tỉnh xá Ngọc Hòa, mặc dầu chưa đảm nhiệm cái vai trò trụ trì, nhưng cũng thể hiện được cái sự tiếp dẫn hậu lai, hướng dẫn và hướng dẫn quý Phật tử tu tập. Thì đây là một cái việc rất là đáng căm khen, ca ngợi và tán thán. Thì thứ đến, đối với đạo tràng quý Phật tử hôm nay có mặt trong cái tịnh xá Ngọc Hiệp nơi đây để chúng ta làm khai khóa gì, cái gì ăn dưỡng tâm, đạo tràng niệm Phật dưỡng tâm, mà cũng lựa ngay cái ngày là 19 tháng 2 nhuận, tức là ngày vía quan âm, để chúng ta khai khóa niệm Phật. Cho nên ở đây sư có nói, sư trước khi mà sư nói thì sư nói chia thành hai tiểu phẩm rất rõ ràng. Tiểu phẩm đầu tiên tức là vía quan âm. Vía quan âm thì chúng ta học theo cái hạnh từ bi của quan âm,
Quan Bồ Tát rất là từ bi, thể hiện biểu tượng cho hai chữ từ bi. Mà từ bi là gì? Từ bi tức là cứu khổ và ban vui, cứu khổ và ban vui. Mà muốn cứu khổ á, thì phải biết ta khổ cái gì, khổ chỗ nào. Cho nên Quan Âm Bồ Tát phải có một cái thần thông gọi là nhĩ căn viên thông, tức là cái lỗ tai của Quan Âm Bồ Tát á, là nghe, nghe rất nhiều hướng tiếng của chúng sanh. Ở đâu có chúng sanh khổ thì ở đó Quan Âm Bồ Tát hiện thân đến để cứu độ, để đưa chúng sanh từ cái chỗ khổ đến hết khổ, hết khổ rồi đưa đến cái chỗ an vui. Cho nên chúng ta là Phật tử, chúng ta nhân cái ngày này chúng ta làm cái lễ khai khóa niệm Phật dưỡng tâm, sư thấy rất hay. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta học theo cái hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, để chúng ta có được cái hạnh của Đức Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta thì mới học tu, cho nên chúng ta không có hiện thân tới chỗ nào để cứu khổ giống như Quan Âm được. Mà chúng ta học cái hạnh ban đầu, đối với người Phật tử á, đi chùa á, mà học theo hạnh Quan Âm á, sư thấy Phật tử học ba cái đức tính thôi. Một là nhẫn nại, giống như nãy cô Ngọc Cường đọc á, là nguyện với Phật Di Đà là nhẫn nại khoan dung. Thì cái đức tính nhẫn nại tức là nhẫn nhục, tức là khi mình đi chùa mình nhẫn nhục, nhẫn nại. Hồi trước mình ở ngoài cuộc sống mình ít đi chùa, mà mình nghe ai nói gì hoặc là làm gì mà mình tự ái á, thì mình đùng đùng nổi giận hay là mình phản ứng liền. Nhưng bây giờ mình đi chùa, mình học theo hạnh Quan Âm thì mình nhẫn nại chút xíu, đừng có sân si ở trong chùa, đừng có phản ứng theo cái kiểu trần tục, tức là giận hờn, hờn mát, hoặc là bỏ, hoặc là đang tu vậy tự nhiên đứng lên bỏ đi về. Cái đó là nhẫn nại á. Rồi về nhà cũng vậy, về nhà cái hạnh này mình cũng về nhà cũng vậy, mình về nhà mình cũng học cái hạnh nhẫn nại. Tức là cái chuyện hồi xưa mình hay la rầy, hoặc là mình nóng lên mình la, mình hay la, nhưng bây giờ mình nhẫn nại, mình nói từ tốn, nói một cách từ từ để cho ở nhà mình dễ nghe, mà những người thân của mình trong nhà đó thấy mình đi chùa mà mình nói từ tốn vậy, thì mấy người ở nhà họ cũng nói từ ngày mà bả đi chùa tới giờ á, bả hiền bớt. Thì đây là cái đức tánh đầu tiên mà quý Phật tử qua đây học được, làm được, học được, làm được theo cái đức tánh này. Đức tánh thứ hai là thông cảm, thông cảm cho người khác. Bồ Tát Quan Âm á cũng tu mấy cái hạnh này quý Phật tử, thông cảm cho người khác. Ví dụ như người khác làm sai á, nói sai hay làm sai á, mình thông cảm. Hoặc là mình thấy người khác làm cái gì mình không vừa lòng á, mình thông cảm. Thông cảm để khoan dung, chứ nếu mà không thông cảm thì không khoan dung được. Khoan dung tức là mình độ lượng, mình tha thứ, mình nhẹ nhàng. Hồi trước mà mình đi đâu về nhà mà mình thấy con mình nó không quét nhà á, hoặc là nó chưa nấu cơm mà mình giận lên. Còn bây giờ mình đi đâu, đi chùa mình về tới nhà mà con mình nó chưa quét nhà, chưa nấu cơm á, mình thông cảm. Thông cảm để chi? Để khoan dung. Nếu mà mình thông cảm được, mình khoan dung được, cái tâm mình nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng. Thì ở đây ba đức tánh, một là nhẫn nại, hai là thông cảm, ba là khoan dung. Thì ba đức tánh này nếu mà quý Phật tử làm được á, sư nói quý Phật tử nghe nha, cái tâm mình đã sẽ được bình an vô cùng. Cho nên tại vì quý Phật tử sắp sửa
mở khóa tu niệm Phật dưỡng tâm nè. Mà cái tâm được bình an thì cái đó là mình trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình. Đây là tiểu phẩm thứ nhất mà sư muốn quý Phật tử nhớ, nhớ dần sư. Tức là khi mà mình bắt đầu mình tu khóa niệm Phật này thì phải có ba đức tánh. Một là nhẫn nhục, tức là nhẫn nại á. Hai là thông cảm. Ba là khoan dung, tha thứ, độ lượng. Ba cái đức tánh này quý Phật tử nhớ, mà nếu quý Phật tử làm được thì mình đang noi theo gương của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là tiểu phẩm thứ nhất và sư muốn quý Phật tử ghi nhớ dùm. Bây giờ nói tới tiểu phẩm thứ hai là niệm Phật dưỡng tâm. Niệm Phật dưỡng tâm làm cho tâm mình được tự tại, làm cho tâm mình được thông dong, rồi giúp cho người khác nghe tiếng niệm Phật cũng được bình an. Thì cái quá trình niệm Phật nó có hai vấn đề và nó có hai giai đoạn. Giai đoạn một là niệm Phật để cho tâm mình được bình an. Tôi nhớ ở trong cái bài sám á, bài sám niệm Phật á, cái câu mà nói rằng con niệm Phật để gì? Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình ảnh Ngài cứu độ chúng sanh. Rồi con niệm Phật để lòng thanh thản. Niệm Phật sao mà tâm trong lòng của mình thanh thản nhẹ nhàng. Như vậy thì cái giai đoạn một là niệm Phật để tự tu cho mình, niệm Phật để trừ bỏ phiền não, niệm Phật để trừ bỏ phiền muộn. Chứ bình thường quý Phật tử niệm Phật mà mình thấy mình còn phiền nhiều quá thì cái đó là mình niệm Phật chưa có hiệu quả, chưa có hiệu quả. Mà niệm như thế nào mà cái tâm mình nó nhẹ, nó ít phiền muộn thì niệm Phật lúc đó là bắt đầu có hiệu quả. Dưỡng tâm là vậy đó, tức là mình làm sao cho những cái thất tình lục dục trong người mình nó nhẹ nhàng đi, nó nhẹ bớt đi, giận cũng nhẹ xuống, buồn cũng nhẹ xuống, hờn trách phiền não nhẹ hết, thì lúc đó cái tâm mình nó mới được dưỡng. Dưỡng gì? Dưỡng tâm. Niệm Phật thì dưỡng tâm mà, không? Hoặc giả là cái tâm mình đang tham nhiều thì mình niệm Phật như thế nào để cái tâm tham mình đó nó nhẹ bớt. Sư lấy ví dụ nha, nhưng mà ví dụ quý Phật tử nghe đừng có nói sư chọc đấy. Ví dụ như có nhiều người Phật tử đi chùa nhưng mà cũng ham ở nhà để bán phiên chợ sáng rồi mới đi, để còn bán xong không, bán xong thì chợ sáng, chưa sáng chủ nhật trần ừ đắt lắm. Nhưng mà mình có thể mình làm sao cho nó nhẹ bớt cái lòng tham của mình xuống. Thôi thì một tháng có ngày, ngày dưỡng tâm, thôi hy sinh cái buổi chợ sáng này. Có thể nếu mà lời cũng nhiêu đâu, chừng 300, 500 gì đó, thôi để con đi chùa con niệm Phật cho cái tâm con được bình an. Đó, thành thử ra sư muốn quý Phật tử nghĩ. Và cái thứ hai nữa, cái giai đoạn hai là sau khi mà cái tâm mình được bình an rồi á, cái đó là mình niệm Phật để mình tự mình đoạn trừ, làm cho phiền não trong người mình nhẹ bớt. Rồi giai đoạn hai là mình niệm Phật để gì? Để giúp người khác được bình an y như mình. Thì giờ quý Phật tử niệm Phật sao để cho người khác họ đứng ngoài cổng tỉnh xá, họ nghe mình niệm Phật mà họ thích, họ đứng lên họ nghe. Ban đầu mình niệm Phật họ đứng ở ngoài họ nghe, đứng nghe rồi chút xíu cái họ đi à. Nhưng mà mình niệm Phật riết rồi họ đứng họ nghe xong rồi họ đi vô chùa. Làm sao họ vô chùa? Họ vô bên trong họ đứng lại, họ nghe rồi họ bắt đầu họ mới nói giờ trong tỉnh xá Ngọc Hiệp có cái khóa niệm Phật á, hay quá, thôi giờ mình cũng bắt chước mình đi chùa tỉnh xá Ngọc Hiệp để mình niệm Phật. Thì lúc đó tức là mình được cái giai đoạn hai là mình niệm Phật để tạo sự bình an cho người khác. Thì giai đoạn này gọi là giai đoạn hai. Mà trong kinh Phật gọi là gì? Tạo được một cái tịnh độ Tây Phương ngay giữa nhân gian này. Thì lúc đó mình mới là cái niệm Phật của mình mới có hiệu quả nha. Thành thử ra quý Phật tử nhớ,
sau này á, khi mình niệm Phật, đặc biệt là quý vị lớn tuổi á, thí dụ như giờ cái người vẫn niệm Phật á, nhớ dần sư, là cái người mà vẫn niệm Phật á, xung quanh mình có người lớn tuổi. Ở đây ông Thiện Trơn là ông đi ở đây là gần 40 năm rồi, tóc này cũng đã điện bạc. Thiện Trơn đi bắt đầu đi tỉnh xá Ngọc Hiệp là sư biết là lúc đó còn trẻ, lúc đó mới có 50, khoảng 50, nay ông gần 80 rồi đó. Mà mình niệm Phật thì có người trẻ, có người trung niên, rồi có người già. Nhưng mà mình niệm Phật để cho mọi người cùng niệm, chứ không phải mình niệm Phật niệm mình. Niệm mình thì mình niệm cao, niệm thấp thì niệm cũng được đó. Thí dụ như niệm Phật Nam Mô thì cũng được, nhưng mình niệm mà không ai niệm theo được vì niệm cao quá. Còn có người niệm á Nam Mô nghe nó kỳ quá, nghe mắc buồn ngủ quá. Thành thử ra mình niệm Phật như thế nào mà cho xung quanh mình ai cũng niệm theo được. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm sao cho ta đứng lại người ta nghe, rồi từ ở ngoài cổng chùa ta nhích vô chùa ta nghe, rồi từ cái mà ta nhích vô ta nghe, rồi ta tham dự cùng với mình niệm Phật. Thì niệm Phật như vậy là niệm Phật được thành công. Niệm Phật sao mà càng ngày càng hiền, nói những lời từ, hồi nãy cô Ngọc Cường có nói là nói những lời từ ái dễ nghe. À, con lại Phật Di Đà đó, hôm nay xin phát nguyện suốt đời niệm Phật để nói những lời từ ái dễ nghe, nói những lời nói dễ nghe, tâm không phiền não, làm cho người khác khi ở gần mình họ cũng sao, họ cũng không phiền não như mình. Họ thấy mình họ chạy lợi, họ ngồi gần. Chứ còn mình khó chịu quá mình hay mắc lỗi á, họ thấy mình chứ nó hồi ngồi xa xa ra, chứ bà ngồi gần bả rủi có chuyện gì bà mắc lỗi mệt quá đó. Thành thử ra quý Phật tử niệm Phật thì sao mà người ta thấy mình từ đằng xa ta giúp lợi ngồi gần, ngồi gần xong rồi ta lợi kế mình, ta nói chuyện với mình, để rồi cuối cùng người ta tu với mình, thì niệm Phật như vậy là thành công. Như vậy thì tóm lại hôm nay quý Phật tử đến tỉnh xá Ngọc Hiệp, đây là một cái điềm lành tối thượng. Điềm lành giống như Đức Phật nói á, có những cái điềm đi trước báo hiệu, giống như này cá tỳ kheo, báo hiệu trời sẽ mưa, đó là mây giăng, mây đen giăng trên trời. Báo hiệu trời sẽ mưa, đó là chuồn chuồn bay thấp. Cũng như vậy này các tỳ kheo, báo hiệu là thiền môn hưng thịnh, đó là đại chúng lo tu, lo niệm Phật. Thì hôm nay chúng ta khai khóa tu niệm Phật dưỡng tâm, đây là tín hiệu rất tốt để báo hiệu rằng tỉnh xá Ngọc Hiệp đang gì, đang có một cái tín hiệu rất tốt, báo hiệu rằng cái long thần hộ pháp nơi đây đang hộ trì cho Phật pháp được hưng thịnh. Thì qua đó xin mong mỏi rằng quý Phật tử đã khai khóa học khai thì thôi, không khai khóa tu thì thôi. Nếu khai khóa thì cố gắng duy trì thật lâu. Ban đầu thì có khoảng chừng 40 người, rồi mai mốt thành 50 người, rồi mai mốt 60 người. Còn nếu không tăng lên được số lượng thì chúng ta cũng cố gắng duy trì như thế nào cho thiệt là lâu, rồi ít nhất cũng phải 1 năm, 5 năm, 10 năm. Chứ đó là cái lời khuyến tấn của sư đối với quý Phật tử cố gắng. Còn những cái gì nào mà lớn tuổi quá rồi, 60 là mình cứ cố gắng mình đi cho đến ngày nào mình thân ngoại mạng chung, thì lúc đó Phật A Di Đà, Phật Quan Âm, Đại Thế Chí cũng tay cầm đài hoa tiếp dẫn linh đức của mình về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên lúc đó mình không được thượng phẩm thượng sanh thì cũng được hạ phẩm hạ sanh ha. Cuối cùng sư xin thay lời hòa thượng chứng minh,
hai lời chư tôn đức. Trước tiên cầu nguyện Tam Bảo Thiên Long Bát Bộ hộ pháp già lam thánh chúng nơi đây hộ trì cho Tam Bảo được quy hoàng, Phật pháp được hưng thịnh, và hộ trì cho hai vị sư bà Ni sư bà Lan và sư bà Cương ở đây được sức khỏe, pháp thể kinh an, hộ trì cho sư cô Ngọc Hòa được sức khỏe để điều hành Phật sự được hanh thông, và hộ trì cho toàn thể quý Phật tử thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố, tu học vững bền, để cho Phật pháp nơi đây được phát triển quy hoàng, và cuộc đất nơi đây cũng được theo đó thừa tư công đức. Người người hiện tiền thì được tăng long phước thọ, phủ quyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật phát đại chứng minh. A Di Đà Phật, trên những công đức đã chứng minh cho rồi, lại còn ban bố cho chúng con những lời đạo từ sách tấn vô cùng trân quý. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức chứng minh, duyên tùng duyên sự tùng dự, hôm nay nhân lễ khai khóa niệm Phật dưỡng tâm tại tịnh sát học nghiệp, cũng là ngày thánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và toàn thể các Phật tử tuyên đọc nghi thức. Về gọi công trên bán đồng châu, trong ngàn muôn kiếp có đường đầu, con nay nghe đảnh chương trì niệm nguyện đỏ Như Lai về nhiệm màu. Nam mô đại từ quan đại âm bồ tát, đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, quan âm bồ tát vẫn ngài. Cho con hiện kiếp này dành dưỡng che cho những con đi cam lộ rơi trong thân tâm mang làng. Chúng con cũng kính nghe rằng hương sơn đại định viên thành ngàn vạn đà la, Nam Hải trùng ba hoàng pháp mười hai diệu hành. Từ nguyện hôm nay đạo tràng khai diện mình, hành lễ cử hành kính dân qua giác đôi thành phụng hiến hương lòng mô đanh. Quán âm vía thánh lời tái bồ tát mẹ hiền hưởng mong bài sĩ lưu tiên rồ anh quán minh trung giám. Chúng con còn nhớ rằng là thở xưa chính pháp minh chương đời đây quán âm bồ tát. Thank you.
Thank you.
Di Đà Phật kính mời đại chúng mở kinh trang số 31, tùy tụng 115 của môn 8. Phổ Nam Thị Niệm Ca Cứu Độ Tầm Sinh Na Từ Bi Di Mãn Độ Bế Tình Na Theo Lời Dẫn Người Ta Phạm Thứ Vị Nhân Ca Tam Lần Thiên Di Tam Vô Nguyện Trang Bình Nhà Thứ Tâm Bình Lợi A Nam Mô Hiệu Vui Công Danh Từ Đại Quán Âm Như Lai Hòa Pháp Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
với Phật tử đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật pháp tăng mười phương ba đời, kính lạy Đức Tổ Sư Minh An Quang, kính lạy giác nhân Đức Thầy Hòa Thượng Bổn Sư cả kính, kính nguyện bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Chư Tịnh Tọa Đại Đức Tăng Đại Đức Ni. Trước Phật Điện trang nghiêm thanh tịnh, chúng con có duyên buổi đại cùng đảnh lễ, kính dâng lời tác bạch. Nguyện bạch trên Chư Tôn Đức, hôm nay nhân ngày kỷ niệm Thánh Đản Hiếu Quán Âm Bồ Tát và đồng thời là ngày khai mạc khóa tu đạo tràng niệm Phật Diễn Tâm, chúng con với lòng thành kính nhớ ơn công đức vô lượng trong kỷ niệm ngày Thánh Đản Đức Quán Âm Bồ Tát và với lòng thành kính tri ân sâu sắc quý của quyền tới tổ ông bà cha mẹ nhiều đời, chúng con khi đi vào Phật tử tỉnh xá gặp thiệt hành tâm thiết lễ trai tâm giao lên xuống giường người tu chư Phật và hiện tiền chư tôn đức ngõ hầu hồi hướng phước lành trì siêu cho của quyền các tổ ông bà cha mẹ tăng bà quý thuộc quá vãng siêu sinh tịnh độ trì an hiện tiền cha mẹ. Là ông Thủy
ông thủy tổ của mình để ông dẫn chữ thủy là khỏi đầu muôn vật do nước mà sinh ra, đến ngày tan rã mổ vỡ cũng trở về với nước, nước trở về với nước. Đó là cửu quyền chín người sinh trước: cha, ông nội, ông cố, ông sơ, ông thờ, ông sở, ông cẩm, ông kỷ, ông thủy tổ của mình. Đó là cửu quyền chín người. Chứ cao tầng tổ, cao tỷ tổ, cao quý vị không có nhớ kịp được. Tôi nói cái nghĩa cho quý vị dễ nhớ. Cửu quyền thất tổ một lần nữa: cửu quyền là chính ông thành trước mình, cha, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, ông cẩm, ông kỷ, ông thủy tổ của mình thứ chín. Còn thứ mười là hết kêu đời. Quý Phật tử mà đi trên máy bay nó xuống thấy ở dưới đất đây là một dãy núi là xanh đó, xanh đó, xanh đó. Là nó quyền rồi, nó đen rồi đó. Đây là cửu quyền. Rồi cúng đây rồi thì quý Phật tử mới xuống cúng thất tổ. Mà thất tổ là ai? Thất tổ là ba người quá khứ, ba đời quá khứ. Mà ba đời quá khứ đây, một là ai? Ba đời quá khứ đây là người chết được cúng. Cha mình chết mình cúng, ông nội mình chết mình cúng, ông cố mình chết mình cúng. Hồi tôi đi tu, cha tôi cúng ông nội, cha của tôi lại tôi lại là lại ông cố của tôi lại tôi lại. Đó vậy thì cha, ông nội, ông cố, ba đời được cúng là ba đời quá khứ, quá rồi, ba đời quá khứ. Rồi bây giờ ba đời vị lai, con, cháu, chăn, ba đời chết mình được cúng, mình cũng con của mình, cũng cháu của mình, cũng chắc của mình, ba đời vị lai sau này chết mình cũng cúng đó. Vậy thì anh hai thương của tôi ở nhà đó, ổng chết rồi thì cha tôi cúng, tôi cũng lợi tôi lại ổng, lại ông hai thương đó. Cha tôi đặt tên tốt lắm không? Thương Trầm tốt thiệt, vững tên tài cảm 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 tung trầm tù ngắm đó. Đi tu cùng gia đình tôi tu được 7 người. Vậy thì ba người quá khứ ông nội, ông cha, ông nội, ông cố, ba đời quá khứ, ba đời vị lai, con, cháu, chắc, ba đời vị lai, ba đời quá khứ, ba đời vị lai mà mấy thất tổ mà 7 đời đó. Rồi giờ ai nó thiếu người rồi? Mình nữa là một người là thứ 7. Mình chết nữa là 6, ba đời quá khứ, ba đời vị lai, rồi mình chết nữa là 7 đời, cộng là 7 đời. Đây thì thấy quý Phật tử này vô cúng chùa cũng hiểu gì đó, cúng tình phá đó, rồi xuống cúng dưới cửu quyền thất tổ. Vậy thì hôm nay chư tăng ni chúng tôi nguyện cầu cửu quyền thất tổ đăng tiên cảnh, khoái lạc tiêu diêu trực vãng sanh, mà âm siêu thì dương thế. Cửu quyền thất tổ đây hôm nay nhờ cái sự chú nguyện, cái sở tu hành của quý chư nam nữ Phật tử niệm Phật hồi sáng, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật đó, thì được Phật nghe để chứng minh cho quý Phật tử, thì hồi hướng cái phước báo những người con này và quý chư nam nữ Phật tử hiện tại trong giờ phút này ở đây đây. Quý Phật tử là người Phật tử ngoan đạo đối với ngôi Tam Bảo, và là cũng là người Phật tử ngoan đạo đối với ông bà cha mẹ của mình. Có cha có mẹ thì hơn con cha con mẹ, như đàn đức dây còn tay nối lại cho cha mẹ chết rồi con phải mồ côi, mồ côi khổ lắm ai ơi, quái cùng khác. Thank you.
không?